với tất cả các bạn trẻ Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau đấu tranh đến giọt máu cuối cùng và hơi thở cuối cùng cho quê hương của chúng ta ngày mai được tự do và ấm no. Đá đạo Cộng sản Việt Nam. Từng bước chân oai hùng cùng nhau bạn ơi, ta đứng lên cùng đứng lên cùng đứng lên. Nhịp bước trong căm thù bạn ơi vùng lên, ta đấu tranh cùng đấu tranh cùng đấu tranh. Này Cộng sản ơi mi nhìn đây, dân vùng lên không sợ chi. Này Cộng sản ơi mi hai dân, mi là tên tôi đồ. Nhìn về quá khứ lầm than, mi tao xa ở giờ đây. Mọi người cầm ghen thù mi, mi là tên bao tàn. Bạn ơi cùng nhau ta đứng lên, Việt Nam tự do hay đấu tranh. Việt Cộng là ai, tay cầm dao, tay cầm súng giết dân. Việt Cộng là tên giặc gian không tình thương ác nhân. Việt Cộng giàu sang xe nhà cao, cướp của dân đánh dân. Việt Cộng lầm tham ban Việt Nam, ban trẻ thơ quân bất công. Bạn ơi cùng nhau ta tin lên, Việt Nam tự do trong ấm no. Bạn ơi cùng nhau hay đấu tranh. Các bạn trẻ Việt Nam thân yêu, hãy đứng lên đòi lại tự do cho Việt Nam của chúng ta. Đá đạo Cộng sản Việt Nam quân bảo tàng. Từng bước chân oai hùng cùng nhau bạn ơi, ta đứng lên cùng đứng lên cùng đứng lên. Nhịp bước trong căm thù bạn ơi vùng lên, ta đấu tranh cùng đấu tranh cùng đấu tranh. Này Cộng sản ơi mi nhìn đây, dân vùng lên không sợ chi. Này Cộng sản ơi mi hai dân, mi là tên tôi đồ. Nhìn về quá khứ lòng than, mi tao xa ở giờ đây. Mọi người cầm ghen thù mi, mi là tên bao tàn. Bạn ơi cùng nhau ta đứng lên, Việt Nam tự do hay đấu tranh. Việt Cộng là ai, tay cầm dao, tay cầm súng giết dân. Việt Cộng là tên giặc gian không tình thương ác nhân. Việt Cộng giàu sang xe nhà cao, cướp của dân đánh dân. Việt Cộng lầm tham ban Việt Nam, ban trẻ thơ quân bất công. Bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, Việt Nam tự do trong ấm no. Bạn ơi cùng nhau hay đấu tranh. Mà nó còn tồn tại đến cái đất nước Việt Nam của mình, anh nghĩ trong vòng 5 năm tới mà nó không có sụp đổ thì về cái thời gian sau này nó sẽ kiệt quệ rất là tội tâm. Nó không còn được cái cơ hội nào để mà cái dân tộc mình mà phục sinh lại được nữa. Ngày xưa mà thẳng đâm đi mà lãnh đạo được nhân dân mà thẳng lại thực dân anh, bởi vì lúc đó cái tinh thần dân tộc của người ta vẫn còn rất là mạnh. Nãy mình nhìn lại về cái đất nước Việt Nam của mình, chính cái người cộng sản á, chính người cộng sản á là họ có một cái tội ác rất là lớn. Đó là cái tội ác á là họ đã làm mất đi cái tinh thần dân tộc. Họ không đào tạo ra được một cái thế hệ có em mà sẵn sàng vì cái dân tộc của mình. Mà chính cái người cộng sản á, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thì họ chỉ còn biết tham nhũng, chỉ còn biết đục khoét. Họ không có biết xây dựng. Ai cũng biết mà cái việc đánh phá thì nó rất là dễ dàng, nhưng việc xây dựng nó không phải là dễ cho những cái người mà tư rừng tư rủ ra, những cái người mà trong con gì núi cây gì mà đứng lên mà xây dựng đất nước. Đó phải là công việc của họ. Để rồi mà họ thâu tóm tất cả quyền lực trong tay họ, họ tước đoạt lấy tất cả các quyền tự do, tất cả các quyền mà tự do nó thể hiện của người trẻ trong nước. Để rồi mà ngay cái lịch sử người trẻ cũng không có được học, thì cái tội ác của họ rất là lớn, bởi vì họ đã đánh mất cái tính thật, họ đã làm mất cái tính thân dân tộc của Việt Nam. Cái đó là cái mất lớn nhất. Mà ngày hôm nay mà chính họ đã phá hủy cả luôn là cái môi trường sống của dân tộc mình. Để mà em muốn nói rằng á, thì công cuộc đấu tranh của người dân là một cái công cuộc đấu tranh mà không bất kỳ một cái dân tộc nào khác trên thế giới này. Bởi vì mình phải đấu tranh ngay chính cái người trong cái dân tộc của mình. Mình phải đấu tranh ngay trong cái hoàn cảnh mà những cái người yếu nước còn rất là nhỏ nhoi, rất là ít ỏi. Nếu như mà 10 năm nữa thì họ đăng ký
20 năm nữa thì lửa người như các anh chị gần gần mất xa tới. Những cái người mà đấu tranh quyết liệt thì là người như thầy Quảng Đồ, những cái người mà 60 tuổi, 50 tuổi thì họ thiệt chết đi rồi. Thì thử hỏi thì là người mà chắc mà khoảng 20 tuổi, 30 tuổi lớn lên với một cái đầu óc tổng thống không có một cái gì ra cái khái niệm mình cả. Những cái người mà còn biết về dân tộc mình, những cái người mà còn tính thân dân tộc, nó chỉ còn đến rất là ít ỏi. Thì thử hỏi thì dân tộc này nó sẽ đi về đâu? Người cộng sản họ chỉ có nghĩ để đến cho cái bản thân của họ ngay trong một thời điểm này. Họ không phải là con người. Họ nghĩ cho họ mà họ không có nghĩ để có đến ngay thì chính con của họ. Chính con của họ đó họ cũng không có con nghĩ đấy. Ngay một người bạn rất là thân của em, người đó là con của một cái gia đình quan chức giàu có. Cách đây 2 năm khi mà em chống đối nhà nước cộng sản thì cái người trẻ đó người ta bảo rằng, người bạn mà người ta bảo rằng sao mày là phản động ấy, sao mày lại đi chống lại nhà nước, mày cũng có xây dựng được thôi chứ sao mày lại đi chống. Em không có nói gì, em cố gắng em giải thích bằng những cái bài viết em bỏ lên blog của mình để cho người ta hiểu. Người ta đọc người ta có hiểu được không á, em biết rằng đó là cái duyên, em viết ra bằng tấm lòng để cho người ta đọc. Nhưng mà nếu người ta không có hiểu được thì em cảm thấy thương họ, bởi vì họ đã đánh mất đi một cái cơ. Nói xong rồi thì cái bàn đó sau 2 năm, tức là tới 2009 là quay lại em trời để cho người ta tìm hiểu. 2 năm trời để cho người ta không mới thức tỉnh được, người ta mới bảo rằng giờ người ta hiểu được vì sao mà người ta có cuộc sống sung sướng vậy. Người ta hiểu được cái tiền mà ông bà làm ra đó, cho người ta có cuộc sống mà nó đứng đến đâu người khác ngày hôm nay là vì là bám tù nhờ cái chế độ cộng sản. Rồi người ta hiểu được cái điều đó, nhưng người ta phải chấp nhận đứng trong một cái lập trường là không cờ vàng, không cờ đỏ. Rồi người ta hiểu được. Rồi ngày hôm nay thậm chí gia đình rất là giàu, nghĩa bao nhiêu là mảnh đất, một mảnh nó phải vài triệu đô. Muốn có ô tô thì có ô tô. Thậm chí ông già cũng bảo, giờ mày tốt nghiệp đại học rồi, mày muốn làm trường nào, mày muốn dạy ở trường nào thì cho mày dạy trường đó. Muốn làm công ty nào thì cho mày đi làm công ty đó. Nhưng mà cái người bạn đó của tôi, nó mất cái phương hướng trong cuộc sống. Hàng ngày nói tôi là giờ không biết cái cuộc đời, mục đích cuộc đời là để làm gì nữa. Bởi vì nó quá chán nản, cái gì cũng có cả, tiền cũng có, nhà cũng có, trẻ cũng có. Nó mất phương cuộc sống. Ít ra xong rồi em mới bắt đầu em khuyên người ta, tôi chỉ tìm một cái con đường để mà đi du học. Tôi khuyên mày mở mắt, thả tiền, có tiền thì qua Mỹ du học để mà thấy cái thế giới tự do. Rồi sau này chắc chắn cộng sản mới sụp đổ, mày sẽ quay về, mày cố gắng xây dựng quê hương. Cái thế hệ của mình là cái thế hệ trẻ. Mặc dù ba mày ba tao, ông mày ông tao là những người cộng sản, nhưng mà mình phải biết rằng ông mình cha mình là mỗi người ai cũng có một cái thời tuổi trẻ, ai cũng có những cái thời lầm lỡ, ai cũng có những cái thời mà tiến theo những cái khẩu hiệu mù quáng của chế độ cộng sản. Mà ngày hôm nay nếu như mà mày mà cũng có được cái hạnh phúc hơn hàng triệu người Việt trong nước là mày được ông bà già cho tiền, được có cuộc sống đời hạnh phúc, mày nên nghĩ cho cái tương lai của dân tộc của mình. Khi mà anh viết cái bài còn cờ đỏ sao vàng thì không có độc lập, tự do, hạnh phúc, nhiều người trẻ người ta bảo với em rằng giờ này mà con ngồi nói chuyện cơ, mày không xây dựng được cái gì, mày không đóng góp được cái gì á tổ quốc thôi, sao mày cứ lấy cái chuyện này chuyện kia ra điếu xấu vậy? Ông xin thưa đó, phải điếu xấu. Một cái cuộc đấu tranh á, ngay cả người Trung Quốc cơ sản thì cái người Trung Quốc tự do, người ta chống đối chính quyền cộng sản Trung Quốc, nhưng mà những người Trung Quốc đó người ta không có đoàn kết mạnh mẽ được, bởi vì người ta không có một cái biểu tượng như là cờ vàng bá sọc đỏ để người ta đứng dưới lá cờ đó, để người ta tạo một cái thể đối lập với cái lá cờ màu đỏ, cái lá cờ búa liềm. Thì nãy người Việt Nam của mình á, dù rất là khổ đau, rất là tủi nhục, nhưng mà còn một chút hy vọng, một chút may mắn là mình còn giữ lại được cái lá cờ vàng bá sọc đỏ. Mà đó là một cái biểu tượng để mà đối đầu lại với cái chính quyền cộng sản, đối đầu lại với cái nhà nước cộng sản Việt Nam. Đó là một cái biểu tượng của tự do, của hạnh phúc. Cho nên mình may mắn hơn những cái người Trung Quốc ở cái chỗ đó, mà mình phải biết lấy cái điều đó làm cái thế mạnh cho mình. Khi mình đánh vào những cái biểu tượng là cơ là cộng sản, họ rất là sợ, họ rất là run sợ. Mình mà thức tỉnh được cái người dân có được thấy được đâu là cái lá cờ chính nghĩa, người ta rất là run sợ. Ngày xưa mà cộng sản mà đưa lá cờ mặt trận giải phóng miền Nam mà xanh đỏ vàng mà vào thì người ta phải nhìn là cơ. Trong một cuộc đấu tranh ai mà dương cao là cơ thì những cái người mà tham gia đấu tranh được hết, họ sẽ nhìn cái lá cờ đó với một cái suy nghĩ, thì lá cờ này từ đâu, thì lá cờ này có lịch sử như thế nào, và cái lá cờ này đang vì ai để đấu tranh. Cho nên em viết cái bài này cũng nhằm một cái mục đích như vậy, để mà thức tỉnh những cái người bạn trẻ trong nước. Mặc dù rất là nhiều người họ đọc họ hiểu hay không thì em cũng chỉ mong rằng đó là cái duyên. Nhưng mà một bạn trẻ nào đó người ta đọc xong thì thức tỉnh, thì đó là cái may mắn cho dân tộc mình.
rồi những cái ái mà không thích được thì mình rất là thương tới họ, bởi vì họ không có cơ duyên, cái đầu óc của họ không có tiếp nhận nổi. Bởi vì mình đã biết đã bằng cái tấm lòng của mình rồi, thì anh xin chia sẻ bài viết này với tất cả các anh chị gần xa. Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập, tự do, hạnh phúc. Tôi được đi không thể phố, không thể nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ dần dần. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập. Thế rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó, đất nước mình dầu đói nghèo vẫn phải toàn mình tổ chức quốc khánh rình rang. Tổ không biết bao nhiêu là tiền của trời, quán chức thì đua nhau đập điện văn với các bữa tiệc khá xỉ vô tội vạ. Cùng lúc đó thì hàng triệu người khác sẵn sàng lính đến những cánh đồng cằn cội và cái bùng đói meo. Tất cả chỉ với mục đích ca ngợi sự vẻ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho dân tộc. Nhưng giờ đây, ngày hôm nay, nhân loại đã bước vào kỷ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp, mà chắc chắn rằng ông Hồ không thể nào tưởng tượng nổi. Người Việt Nam giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều thông tin ngoài luồng. Nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một website phản động nào đó. Một người bạn cũ còn kín đáo gửi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tao không có đủ thời gian để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nhà nước đã có nhà nước lo. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước ta không hề có độc lập. Chúng tôi không hề có độc lập. Ngày đó chỉ đơn giản là việc thay thế chủ nghĩa thực dân bằng chủ nghĩa cộng sản, mà chính ông Hồ là tay sai. Và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời của nước ta từ đó. Bài học năm xưa, lợi dụng người dân của mình có ít học, ông Hồ đã khéo léo ché đầy chủ nghĩa cộng sản bằng cách xúc đồng lòng cứu nước. Bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Thì chữ cứu nước là chữ linh thiêng nhất của dân tộc chúng ta, vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Vì hai chữ cứu nước đó, người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng tha ơi, tất cả đã bị lừa, ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc của chúng ta đâu có thiếu người tài, Bán Bồi Châu, Nguyễn Khải Học, Lý Đông A, Quỳnh Phủ Sổ, nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời. Thời của quỷ, chính xác là thời của quỷ đỏ lòng măng, với tham vọng và nhuốm đỏ cả địa cầu. Tất cả chúng ta hãy mục phục, dành mục phục để tưởng tượng mà xem. Nếu như ngày hôm nay, khắp hoàng vụ này, nước nào cũng bị áp bức bởi chủ nghĩa cộng sản thì sẽ ra sao? Xin thưa, tất cả 6 tỷ người sẽ sống trong cái thế giới đại đồng. Lúc đó, kinh đô ánh sáng Paris sẽ tối tăm như Bắc Hàn. Và người dân New York cũng sẽ chèo thuyền bằng cả chính phủ giống như người Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng. Ai sinh ra cũng đói khổ như nhau. Ai cũng mất nhân quyền như nhau. Ai cũng đòi như nhau. Sẽ không còn ai ganh tị ai. Tất cả sẽ không còn đấu tranh. Vì như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh của một trái đất màu hồng của máu và nước mắt. Chính vì hiểu được cái hiểm họa đó, nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải lãnh đạo tiên phong, đi lãnh đạo tiên phong các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối cộng sản trên thế giới. Nên việc Ngụy Hồ kêu gọi chống Mỹ cứu nước trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu chủ nghĩa cộng sản. Không có cái chuyện mà chống Mỹ cứu nước ở đây. Chỉ có người dân quê thật tha chất phạt là người ta mù quáng tiến theo những tàu đó. Và có lẽ mà nếu như mà tôi sinh ra vào giữa cái xã hội miền Bắc vào cái thời điểm đó, thì có lẽ chính bản thân tôi cũng là người yêu nước mù quáng. Tôi sẽ cầm súng với đánh Mỹ, tôi sẽ núi dậu cán bộ, tôi sẽ liều chết trong tất cả cuộc xung phong. Và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống một cuộc sống hòa bình với tái cục, chấn cục, đang ngồi chờ khách bến xe dọc đường, hay về nhà đi cày với mạnh ruồng còn đẻ hơn hồi còn chiến tranh. Vì hòa bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu resort để sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Rồi đời sống quá khổ, quá oan ức, có lẽ tôi cũng sẽ biết chịu tiền như bao người khác. Tôi sẽ kêu, Thủ tướng ơi cứu dân, Quốc hội ơi cứu dân. Đến một lúc nào đó mà kêu hoài mà chúng nó không nghe, thì có lẽ tôi cho bạn tỉnh ngóng cuồng, cộng với việc hết đường sống, tôi lại lặng đánh bom cảm tử cũng nên. Chính vì thế, cho nên tôi muốn nói rằng, nếu không có lá cờ đỏ sao vàng của ông Hồ mang về, thì ngày hôm nay, dân tộc mình thì không có quá nhiều bí kịch trên đất nước như ngày hôm nay.
Tất nhiên lịch sử nó không bao giờ là nếu. Và ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn. Tôi xin lỗi một cái. Nhưng cái triệu người vui kia thì cùng liệu mạo ngay không lâu sau đó. Từ đấy, lửa nước Việt Nam tự do đã tìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Để thương lịch sử này, ngoài trách nhiệm của người Việt chúng ta, cũng không thể không nhắc đến việc người Mỹ đã phản bội đồng minh. Vì cục diện chính trị lúc đó, chàng, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lộ trên khắp miền Nam. Sau khi ký hiệp định Paris năm 1973, hiển nhiên, Mỹ không thể thả nổi cho khối cộng sản bành trướng sang đến Mỹ. Nhưng ở một cái chừng mực nào đó, vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng, thì Mỹ sẵn sàng thỏa hiệp với cộng sản. Cho dù thỏa hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người, hay cả một dân tộc khác. Gần đây nhất, trong bộ phim Việt Nam của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận chấm dứt chiến tranh không đơn thuần chỉ là rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả lại cho hòa bình đó là ngàn năm tội của các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau. Mỹ đã thua cộng sản trên chiến trường Việt Nam, nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đã thắng sau một loạt khối cộng sản Đông Âu và Nga Xô sụp đổ. Đến trong tương lai gần thì chắc chắn Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chỉ chống số phần với ống tổ của chúng mà thôi. Biết chắc chắn là cộng sản sẽ phải đến hồi suy vong, chắc chắn cộng sản sẽ sụp đổ. Nhưng cái hậu quả của nó để lại, ta năm hà hiệp dân tộc mình, nó mới ghê gỡ mình làm sao? Thử hỏi biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi lại được môi trường thì phá hoại. Thử hỏi bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đã ngày một bình hoàng. Và thử hỏi bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại cái đạo đức nhân phẩm của người Việt đã ngày một bắn hoại. Tôi cảm thấy tiếc vô cùng. Tiếc cho cái cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành. Thì cho những ai chưa từng và đã từng được ghé đến Sài Gòn là nơi du khách dập dồn từ Nắm Châu tới viện thăm thủ đô, dòng sông chân chúc tàu đò, người trẻ mua bản hèn hò, người dân no ẩm sống đời tự do. Thì câu hát của Văn Phùng còn vang vọng khắp đâu đấy mà còn làm xúc động lòng người. Tự do thì đã mất, tiếc nuối thì cũng đã muộn. Mong sao về con cháu người Việt chúng ta sau này sẽ khắc cột ký tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1975, thì vì ích kỷ phụ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tận mang rơ của quốc tế cộng sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến, nay thời bình thì chết theo kiểu của thời bình. Vì như việc thương hào ác bá trong cuộc cải cách ruộng đất thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân hay trên đài Lộ Kinh Hoàng, Việt Cộng đã hạ hê mở một bữa tiệc thịt người khi nạ đàn pháo 130 ly và hỏa tiễn 22 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắng kéo nhau hàng chục km vào Huế để lãnh nàng cộng sản. Còn giờ đây thì người dân mất đất, mất ruộng đói mà chết, con em ra đường sập hồ ga hay xe đụng mà chết, người dân ăn uống ngộ độc mà chết, đi làm giấy tờ bị hầm lên hầm xuống tức mà chết, rất là nhiều chuyện chết. Và cứ ở đâu mà có cộng sản thì ở đó có phi lý, ở đó có bất công, ở đó có mùi tánh của máu, ở đó có thú ế của xác người. Nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác, cờ máu. Ngày hôm nay cũng vui mừng lắm thay khi ngày càng có nhiều người trẻ yếu nước tổng cộng quyết liệt. Nhiều người không tổng cộng nhưng cũng yếu nước quyết liệt. Nhưng tất cả hãy nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã. Hãy nhìn xem cả thế giới đều rung mình khi nghe nhắc đến chủ nghĩa cộng sản. Và quốc tế cộng sản đã bị tòa án quân sự thế giới lên án với tội ác chống lại hòa bình thế giới, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người. Những năm gần đây, người Trung Quốc tự do đã ra mắt tác phẩm Cựu Bình, những bài bình luận về đảng cộng sản Trung Quốc. Tác phẩm đã phơi bày những tội ác, những cuộc giết người máng rờ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phạm con người, phạm vụ tù của chủ nghĩa cộng sản. Người đọc và thương cảm cho cái dân tộc Trung Hoa luôn vỗ ngực xứng hùng xứng bá mà giờ đấy để ra thế thảm như vậy. Thật là khủng khiếp mà khi ai đó đọc được cái con số thống kê của thời báo Đài Kỳ Uyên từ ngày 3 tháng 12 năm 2004 cho tới nay là ngày 13 tháng 3 năm 2009, vỏn vẹn có 4 năm 3 tháng mà đã có 51 triệu người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ đảng cộng sản. Tính ra trung bình một ngày gần 10.000 người xuất thực. Điều đó chỉ là bảo trước cái chết của chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Trung Quốc. Thì còn là vấn đề thời gian. Còn ở Nga, từ sau năm 1991, người ta đặt thay lá cờ bùa liềm bằng lá cờ bá cọc, trắng, xanh,
thời nha họ. Những tượng đài Lenin đã bị tháo bỏ. Riêng Lenin mai cũng đã đổi tên. Và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lenin vào năm 2010. Không biết đến năm 2010, nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ ăn nói thế nào về nhân dân đây? Hay là tiếp tục người dân? Người ta sẽ xử lý như thế nào về cái xác Hồ Chí Minh đấy? Trong khi ở Việt Nam, thì trẻ con họ cứ thắc mắc rằng, ông Lenin ở nước Nga, sao ông lại đứng vương hóa nước mình? Tất cả các lĩnh vực nghệ thuật hội họa văn thơ, phim ảnh âm nhạc, cắm hoa đua nở, họa sức vạch chân tội ác cộng sản cho người dân được biết. Người ta cũng đã đưa tội ác của tội nghiệp cộng sản vào chương trình giáo dục học đường. Và rất nhiều lần trong một tiết học, các em mẹ đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được. Thầy giáo chỉ biết nhắn mặt mỉm cười. Mà quá rồi các em yêu mến, quá rồi, thời đại của những lời nói dối tuyệt vời. Người ta gọi thời đại cộng sản là thời đại của những lời nói dối tuyệt vời. Thì muốn nói rằng xã hội Việt Nam mình rồi cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn ý như thế. Lá cờ vàng bá sọc đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngào nghề trên quê hương Việt Nam. Quốc ca sẽ không còn thấy sạc quân thù. Lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ. Tiền Việt Nam sẽ phải có hình hái và tưng. Lý Thương Kiệt sang hướng nào thì không thể nào chỉ có một hình Hồ Chí Minh trên đồng tiền Việt Nam như ngày hôm nay. Tất cả 64 tỉnh thành trên đất nước, mỗi tỉnh sẽ có một viên bảo tàng tội ác cộng sản. Thậm chí tôi nghĩ rằng ngay cả mỗi người dân trên đất nước Việt Nam, người ta cũng có thể viết một quyển sách để kể tội đảng cộng sản, bởi vì nó đã dày xẻo dân tộc này đến một cái mức không thể nào tương tương được nổi. Tất cả sẽ phải tiếp tục, và cả cái dân tộc này đều phải tiếp tục để đấu tranh lâu dài và gắn bó. Trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần cái nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản họ đã bỏ chúng ta đi quá xa rồi. Càng nhìn lại lịch sử, rồi đổi chỉnh với hiện tại, thì tôi là càng cấm phần cột cùng. Khi người Việt Nam đã hy sinh vì lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới về Trung Cộng vào những năm 79. Để rồi ngày hôm nay, vì quý phục quan hệ Bắc Kinh, vì bảo vệ chỉ dễ của họ, mà những cái hy sinh mất mặt đau thương của những liệt sĩ đó giờ đã trở thành đề tài cấm kỳ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước. Học tính thì không có được học, sự giá thì chắc chắn không có được đào sâu phân tích. Nhà văn, nhà thơ thì không được tự do xuất bản. Ngay đến cả những cái người đồng đội anh dùng năm xưa đó, giờ đấy cũng chỉ giảm đặt đồng hóa trong tấm tượng. Trong khi đó, trên cái đất nước Việt Nam của mình đó, có thể có đến 40 nghĩa trang đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung Quốc. Có đến 40 nghĩa trang trên đất nước Việt Nam của mình mà lại ghi là đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung Quốc. Tác phẩm Má Chiến Hữu của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới năm 1979 được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như cá tùng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính Trung Quốc đã xâm lược đó. Thật không thể tưởng tượng nổi. Và gần đây nhất là vụ án bố xích Trung Cộng đã ấm thầm trị diệt mối trương tổng của người Việt Nam, đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân yểm động Tây Nguyên và những công nhân đó sẵn sàng cầm súng bất kỳ lúc nào. Đó là còn chưa kể đến những tình vấn đề yệt bùa sóng thị mà Trung Cộng là bậc thầy. Và tôi dám chắc rằng một ngày gần đây tất cả chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng lấy dục huân hô lên tiếng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với Tây Nguyên, rồi cũng sẽ giống như Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, Hải Nam Quan, Thác Bản Dốc mà thôi. Việc của báo chí thì cứ việc lưu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mà mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình đảng biết, đảng giải quyết. Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt Cộng và bản tỉnh bả quyền lưu manh của Trung Cộng. Nếu nhớ rằng dù chúng nó thân thiệt với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có một mình đất độc, chỉ còn nước mình là mất, dân mình là khổ, dân mình là chết thôi. Chỉ Nga của chúng nó thì vẫn to, cá nó thì vẫn trang, chúng mục đích ngân hàng thì vẫn tích tụ từ sức lao động. Và bè lũ chính trị bộ mà ngày hôm nay có chạy theo Tàu hay là chạy theo Mỹ đi nữa, nhưng mà chắc chắn một điều rằng không có tên nào trong đó theo dân tộc mình. Đối với chúng, nước Tàu hay nước Việt Nam thì có gì khác nhau, tổ hưu đã bảo trước rồi. Đến kia biên giới là nhà, đến đây biên giới cũng là quê hương. Có việc nói những cái điều này bởi những cái người bạn trẻ đã bị đạn nhồi sọ quá lâu thì sẽ bị họ đậu tổ là Việt Giang,
phản động. Họ sẽ dùng những cái lý lẽ như là nhờ ơn bạc ơn đạt mới có ngày hôm nay độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng tôi muốn nhận mạnh rằng là cái việc mà tôi sinh ra và lớn lên giữa cái lá cờ đỏ sao vàng á, không có nghĩa là nhờ cái lá cờ đỏ mà tôi được sống, được học tập. Mà đúng ra vì cái lá cờ đỏ sao vàng đó mà ngày hôm nay tôi mất đi quá nhiều thứ, vốn dĩ là những cái quyền cơ bản của một con người. Tại sao mà ngày hôm nay những cái người ở nước khác họ không có đến Việt Nam du học, người của nước khác không có đến Việt Nam lao động, con gái của nước khác người ta không có đến Việt Nam để lấy chồng lấy vợ, mà người Việt Nam thì nhục nhã như ngày hôm nay? Có phải là vì lá cờ đỏ sao vàng hay là không? Có phải ngày hôm nay mà tất cả những cái tội lỗi, những cái đi đặt trên đất nước mình là phải đổ lên đầu của cái lá cờ đỏ sao vàng hay là không? Tôi nói điều đó không có hề quá đáng. Nói dễ hiểu, cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim, từ khi mà con chim nó lọt lòng, con chim nó có mang ơn về lòng không các anh chị? Khi lớn lên, con chim nó sẽ quay quần với cái lòng. Con chim thì sống với tư tưởng là ăn nghĩa có người giòn, trong khuôn khổ của cái lòng, được quyền hót. Nhưng thường thì từ nhỏ thì người có thể dạy cho nó hót những câu đúng đắn và lặp đi lặp lại. Mà chắc chắn những cái ai mà sinh ra và lớn lên dưới cái chế độ cộng sản thì đều được học. Chẳng hạn như là liễu ló, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Đó là cái câu mà ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại khi con đéo cái đéo cái thắng con đỏ ngồi trên ghế nhà trường. Hay là thích vì sự nghiệp dân giàu được mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đó là những câu mà từ nhỏ tới ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Đến ngày cho cơ là cử ra đứng xếp hàng. Rồi những cái câu này đến ngày hôm nay tôi đọc lại tôi vẫn còn cảm thấy nó có một cái gì đó rất là xúc động. Bởi vì một cái thời mình đã mù quáng, một cái thời mà mình đã bị nhồi sò, một cái thời mà mình không có hiểu biết, một cái thời mà mình đọc những cái câu khẩu hiệu như những con chim ở trong lòng học mà không có hiểu gì về cái đời sống tự do, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Có cái câu khẩu hiệu nào mà nó tớt kẹt như vậy? Tất nhiên mà những cái con chim mà ở trong lòng á, nó suốt ngày mà nó không có học theo đúng bài, mà nó kêu két két tự do, dân chủ, nhân quyền, thiệt tai, thì sẽ bị đưa vào những cái chuồng cải tạo rất là tai. Chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa này, ấm mưu diễn biến hòa bình và cải tạo đến chừng nào mà chịu họ đúng bài thì thôi, còn không thể cải tạo được thì phải tìm cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim. Cùng vì hoàn cảnh sống trong lòng là tù túng tức cấm lẫn lộn như thế, nên mà khi mà những chú chim ở trong lòng nghe những chú chim ở ngoài họ cá kể về cái đời sống loài chim tự do, nhiều chú chim ở trong lòng rất hoang mang, không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua hay không. Điều đó có thật không? Nhưng mà dù sao may mắn thay, ngày hôm nay thì nòi giận của loài chim vẫn còn như con chim đại bàng khao khát tự do, phá củi xẻ lồng, phái hùng phúng cảnh tình về với bầu trời xanh lơ. Tôi nói những điều đó lại từ sự xói sẵn là kẻ Việt Nam, để xói sẵn với hình ảnh của một con chim mà bị nhốt trong lòng, bị núi từ nhỏ, thì con chim đó sẽ suy nghĩ gì quý vị? Con chim đó nó có biết gì về tự do ngoài thì chiếc lòng của nó đang sống hay không quý vị? Cho nên tôi nói điều đó để tôi muốn nói rằng là những cái bạn trẻ trong nước người ta rất là đau khổ, và người ta cần được chúng ta có cái lòng thương yêu đối với người ta. Dù những cái con chim trong lòng không có hiểu biết, nó sẽ cho rằng nó thích cái cuộc sống ở cái lòng, mặc dù cái đời sống mà từ khi nó sinh ra phải là bầu trời thuộc về loài chim, có người có tự do, có người có nhân quyền, đó là cái quyền chứ không phải là chính cho. Cho nên này bạn tôi ơi, đất nước mình nó có độc lập không khi đất nước bị leo lại bởi những thái thú của tàu cồng? Tự do là gì khi để lòng yêu nước mà cũng bị tước đoạt? Và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày hái bữa ăn không có nổi? Đó là một sự thật. Và khi nhìn thấy các mẹ, các chị cầm cờ đỏ ảnh bản với sự kiện, thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống tàu cồng, thấy các anh lính gìn giữ tổ quốc nó biên ải cá tôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã không kìm được xúc động, tôi đã thốt lên: các anh ơi, các chị ơi, các mẹ ơi, còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập, tự do, hạnh phúc. Bài viết này tôi viết cho bạn ở dưới biển lục để bảo cho bạn biết là dù tôi đã bị đảng của bạn nhồi sò từ hơn 20 năm, nhưng đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo. Và tôi tin rằng những cái bạn trẻ trong nước người ta vẫn còn tỉnh táo giống như tôi. Dân tộc này chưa đến lúc mà đi vào thì con đường tội tâm. Tôi viết cái gì của tôi
đang vất vả kiếm ghế xứng nhai nuôi đàn con nhỏ. Tôi biết cái giường của tôi đang ngày đến sáng lên phòng đạo thương xa còn sót lại. Việc cho anh chị tôi đang hăng hại dẫn thân vì sự nghiệp đến giàu được mạnh xã hội công bằng văn minh. Việc cho những người bạn của tôi tốt nghiệp đại học loại khá, nhưng mà giờ thất nghiệp, đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, mà giờ đến ăn thì lại hết đóng tiền nhà. Việc cho bạn của tôi có một giá thích nhưng mà vẫn mất phương hướng trong cái xã hội lồn ngược này. Và việc cho người em của tôi cũng như việc cho những cái người em khác, tôi không có biết mặt, không có biết tên. Những người em đang còn ngồi đứng ghế nhà trường, miền thì đọc ý á, nhưng mặt mày ngỡ ngại. Đó là tấm từ của tôi, một cái người mà sinh ra rồi lớn lên giữ cái chế độ cộng sản, học trên mái trường xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà đến khi tôi thoát khỏi được ngục tù, cũng giống như một con chim mà bị người ta sổ lòng, bay ra khỏi cái thế giới tự do, gặp ở cái bầu trời xanh lơ, tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Tôi nhìn lại cái lồng chim mà hồi xưa mà tôi đang sống, tôi thấy nó là một cái điều gì mà nó rất là hài hước, nó rất là trớ trẹn đối với cái số phận của mình. Nếu như mà tôi không có cái cơ hội mà được bay, được sổ lòng, được tìm lại về với bầu trời, thì tôi đâu biết rằng khi tôi sinh ra tôi đã có bầu trời, khi tôi sinh ra bầu trời đã thuộc về tôi, khi tôi sinh ra tôi đã có tự do, khi tôi sinh ra tôi đã có nhân quyền, mà khi tôi sinh ra tôi đã có quyền bình đẳng với tất cả mọi người. Mà tất cả những cái điều đó khi đã ở trong cái đất nước Việt Nam mà tôi bị tước đoạt. Và tôi cảm ơn tất cả những cái bạn trẻ cũng như những ai mà đã lắng nghe hoặc như đã đọc bài viết của tôi, dù bạn có thức tỉnh hay là không, dù bạn vẫn còn những cái thành kiến, thì tôi mong rằng khi mà bạn nghe được hoặc là đọc được đến cái lời cuối cùng, thì ít ra trong đầu bạn cũng sẽ có một suy nghĩ dù là nhỏ nhói. Tôi cảm ơn tất cả các bạn. Lá cờ đỏ là lá cờ máu, tượng trưng cho nghèo đói thương đau. Lá cờ này mang nặng thu sâu, lá cờ này là điều đứng dân ta. Bao nhiêu người đã chết oan, bao gia đình đã tan hoang, cha xa con, vợ xa chồng, cũng vì lá cờ màu đó. Lên hỡi đồng bào ơi, vùng lên ta cùng đấu tranh, dẹp tan đi lá cờ màu, đòi tự do ấm no cho dân tộc Việt Nam. Lá cờ đỏ là lá cờ màu, tượng trưng cho nghèo đói thương đau. Lá cờ này mang nặng thu sâu, lá cờ này là điều đứng dân ta. Bao nhiêu người
ổn, bao gia đình đã tan hoang, cha xa con, vợ xa chồng, cũng vì lá cờ màu đó. Lên hơi đồng người vùng lên, ta cùng đấu tranh dẹp tan đi lá cờ màu, đòi tự do ấm no cho dân tộc Việt Nam, đòi tự do ấm no cho dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục chuyện trong ngày của ngày hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một bài tạp nghi của tác giả Huy Phương với tựa đề Khổ thân tôi đàn bà Việt Nam. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Cuộc khảo sát về hạnh phúc của một công ty nghiên cứu tiếp thị Hoa Kỳ cho biết rằng trong 51 quốc gia được nghiên cứu, tất cả các phụ nữ đều sung sướng hơn đàn ông, chỉ trừ 3 quốc gia là Nam Phi, Ba Tây và Việt Nam. Tôi thật không biết gì về đàn bà Nam Phi và Ba Tây nên không dám làm bàn. Bản tin cũng nói là đàn bà Việt Nam khổ hơn đàn ông mà không giải thích hay trình bày cặn kẽ. Điều này dưới mắt một người Việt Nam, nhất là một người ở nước ngoài, nơi mà người ta tôn trọng phụ nữ, nhìn lại xã hội Việt Nam hiện nay sẽ thấy vấn đề này rất rõ. Phụ nữ Việt Nam khổ vì đàn ông nhậu nhẹt. Một người đàn ông sống trong xã hội chủ nghĩa, tức là ở Việt Nam bây giờ, mà không biết nhậu thì được coi như không phải là đàn ông. Sau giờ làm việc buổi chiều, từ sở làm họ đi thẳng ra quán nhậu với bạn bè, với thủ trưởng, thủ kho hay là với các đối tác làm ăn. Chén chú chén anh cho đến một vài giờ sau, nam nhi chi chí hơn thì nửa đêm mới bò về nhà. Không phải với cán bộ rủng rỉnh xu hào mới nhậu, mà người lao động vất vả suốt ngày, tối chiều cũng nhậu, nhậu cho quên vất vả, nhậu để trốn chạy thực tại. Trong khi đó thì người đàn bà làm gì? Họ cũng phải đi ra ngoài làm việc hay kiếm sống. Buổi chiều khi chồng đang ngồi quán nhậu, thì ở nhà, người vợ phải lo cơm nước, con cái, có khi phải chờ chồng về mới ăn cơm tối. Nếu gặp phải những tay quá chén, bê bét về đến nhà là ói mửa, thì phải lo dọn vệ sinh, săn sóc cho chồng, nấu cháo và lôi chồng lên giường. Điều này cũng na ná giống như người đàn bà Nhật ngay cả thời nay. Đàn bà Việt Nam không biết nhậu, không biết ngồi quán, lại phải lo món nhậu cho chồng, chịu đựng những trận nhậu của chồng. Tiền bạc gia đình chia sớt vào việc nhậu không ít, khổ là phải. Than nghèo nhưng mà cả nước nhậu nhẹt và sản xuất nhập cảng rượu. Thời xưa chúng ta lên án thực dân Pháp bày trò leo cột mở hội hè cờ bạc để cho dân chúng quên chuyện ái quốc, chịu nhục đô hộ. Ngày nay người đã ngồi vào bàn nhậu rồi thì chẳng còn nhớ gì đến vợ con ở nhà, nói gì đến chuyện nhục vinh, chuyện sướng khổ của người chung một nước. Phụ nữ Việt Nam khổ vì dễ bị bán thân. Chúng ta nếu gặp lúc túng quẫn như lúc Cộng sản đem xe tăng vào Sài Gòn, chồng thì đi tù bút mùa, không có công ăn việc làm để sinh sống thì phải nghĩ đến chuyện đem bán một vài thứ vật dụng trong nhà để lấy tiền mua gạo. Ngày nay đất nước khốn cùng, nếu trong gia đình không có cái gì đáng giá, nhiều người chỉ còn biết đem vợ hay là con gái bán ra ngoại quốc để kiếm tiền. Theo nguồn tin trong nước, hiện nay chúng ta có 160.000 đàn bà đi lấy chồng Đài Loan hay là Trung Cộng. Đa số là các thiếu nữ thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nhưng trong khi đó ở tỉnh Tây Ninh cũng đã có hơn 10.000 cô dâu Đài Loan. Trong 100 người đi lấy chồng này thì đã có hơn 8 người bị cảnh khổ vì bạc đãi, đánh đập, bỏ đói, bị đưa vào các nhà chứa hay bị các ông chồng bệnh hoạn hành hạ.
đem tấm thân ra chịu bao nỗi đắng cay nhục nhằn để kiếm sống cho gia đình. Người phụ nữ không khổ thì ai vào đây mà khổ cho họ. Cuối năm 2005, vụ Đoàn Nhật Linh, một cô dâu Đài Loan bị chồng hành hạ đánh đập, bị nhục hình như ngón tay bị đâm, mắt bị bắn dây thun, giở trò dâm loạn, cuối cùng bị đem bỏ ra một bãi rác vắng, đã làm chấn động báo giới Đài Loan và gây phẫn nộ cho người Việt khắp nơi. Chuyện phụ nữ Việt Nam tập hợp lại để cho đàn ông đại hàn xem mắt lựa chọn, hay chuyện các cô gái đứng kêu hàng trong hồ cá tại Mã Lai bị bán đấu giá trên eBay, đã nói lên thân phận phụ nữ Việt Nam hiện nay trong một xã hội thay đổi mà nhân phẩm phụ nữ càng ngày càng bị coi rẻ. Phụ nữ khổ vì có thể bị đem đi ở đợ. Ô Xin là tên nhân vật chính và cũng là nhan đề một phim Nhật nói về cuộc đời của một người phụ nữ đi ở đợ. Ngày nay danh từ này rất phổ biến ở Việt Nam. Có người đi làm ô xin ở trong nước và cũng có rất nhiều người làm như vậy ở nước ngoài. Đã đem thân đi ở nhà người khác cho người ta sai bảo, làm việc nhà, thì dù có ăn trắng mặc trơn, cũng làm sao cho khỏi khổ. Sự hy sinh của nhiều cô gái để giúp cha mẹ trong cảnh khốn cùng, hay của những người đành bỏ chồng bỏ con lại nhà, tình nguyện ra nước ngoài đi giúp việc, đã nói thêm một thảm cảnh của người đàn bà Việt sinh ra trong giai đoạn này. Không phải ai ra đi cũng tìm được nơi ăn ở, làm công tử tế, mà không thiếu người lại bị hành hạ đánh đập, hay có khi sa chân vào ổ điếm. Sau khi không thể chịu nổi cuộc sống quá cực nhọc hay bị bạc đãi, họ bỏ nhà chủ ra đi, để cuối cùng dấn thân vào con đường tủi nhục, mà không hề dám hé môi nói một lời với cha mẹ hay chồng con đang ở quê nhà. Phụ nữ bị xem như một món đồ chơi cho đàn ông. Nếu vì gia đình túng thiếu, không vốn liếng buôn bán, không có học vấn để mưu sinh trong các cơ quan chính phủ hay công ty, mà chỉ có tấm thân đàn bà, cha mẹ sinh ra, thì phụ nữ Việt Nam cũng đành lấy chuyện trời cho để làm phương kế sinh sống. Đó là làm những nghề mà đàn ông có thể trả tiền để hưởng thụ trên hình dáng, sắc đẹp và xác thịt của mình. Xã hội càng đọa lạc bao nhiêu, thì những ngành nghề này càng phát triển bấy nhiêu, tạo nên những hình ảnh nhếch nhác, khó coi mà nhà cầm quyền đã làm ngơ, cũng vì lợi nhuận cá nhân hay quốc gia, xem như chuyện bình thường không cần phải quan tâm. Nói đến xã hội nhem nhố Việt Nam là nói đến chuyện đàn bà bán thân khắp nơi, từ quán cà phê đầu đường cho đến trong một khách sạn sang trọng nằm ngay giữa thủ đô. Tại quê nhà, đàn ông cần một người phụ nữ qua đêm để tìm vui quá dễ dàng. Đó là chưa nói đến bao nhiêu chuyện mời mọc cạm bẫy do đàn bà vì cân đồng tiền đã chủ động ở khắp nơi. Đàn ông mua vui ở tử quán trà đình, ở những chỗ bình dân, có mang theo một chữ ôm rất phổ biến, mà chỉ trong vòng 20 năm nay, chúng ta mới thấy nở rộ trong xã hội này thôi. Càng nhiều tiền, chức vụ càng cao, ngoài vợ thêm tình nhân bồ bịch là chuyện thường. Ở đây đàn bà trở thành món đồ chơi cho giới đàn ông. Chúng ta cũng biết thêm tệ nạn mãi dâm và liên hệ bừa bãi đã gây nên tình trạng bệnh SIDA dễ dàng lây lan. Theo nguồn tin của Bộ Y tế thì mỗi năm có từ 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi phụ nữ mang thai, thì có khoảng 6.000 người bị nhiễm bệnh này và gần 2.000 trẻ em bị nhiễm bệnh từ mẹ, chiếm 30% tổng số phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh. Bạo hành trong gia đình mà phụ nữ là nạn nhân. Theo bản nghiên cứu của bà Susan Good, đại diện cho Four Foundation cho biết tại Việt Nam có tỷ lệ từ 20% cho đến 50% phụ nữ bị bạo hành trong gia đình, từ nông thôn cho đến thành thị. Những lý do được nêu ra là vấn đề trọng nam khinh nữ bắt nguồn từ xa xưa, người đàn bà lại phụ thuộc vào kinh tế của chồng, ít đi ra ngoài xã hội, coi chồng là ông chủ lớn của gia đình, cảnh chồng chúa vợ tôi. Việc hành hạ vợ một phần cũng từ nguyên do sự buông thả rượu chè của nam giới đã nói ở đoạn trên. Ở thôn quê, không những người đàn bà bị chồng bạo hành, mà có khi còn bị cả cha mẹ chồng đánh đập một cách tàn nhẫn. Nhân liên hoan các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại Hà Nội, vui cái nỗi gì mà liên hoan không biết. Tại khu trưng bày những dụng cụ dùng trong bạo lực, người ta thấy có những cái chổi tre, cái vồ đập đất, con dao, cái kéo, cái kềm, dây xích chó, mà những ông chồng vũ phu đã dùng để đánh đập, đâm, ném, trói vợ. Đó là chưa nói đến những lời mạ lị chửi rủa, miệt thị thường xảy ra trong nhiều gia đình Việt Nam, đã gây những tổn thương tâm lý nặng nề cho người phụ nữ. Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hai đạo luật về bạo lực đối với phụ nữ đã được thông qua trong 2 năm vừa qua.
những điều này đâu có thay đổi được gì cho thân phận đàn bà Việt Nam. Ông Nguyễn Vĩ kêu khổ cho nhà văn An Nam hơi quá lời. Người phụ nữ Việt Nam của chúng ta khổ như gì? Khổ mà còn nhục nữa. Tôi lại bắt đầu nói bậy rồi. Bằng chứng là chiếc xe hơi Rolls-Royce Phantom đắt nhất mà Việt Nam vừa mới đem về, trị giá 1.300.000 đô la, thuộc sở hữu của một người đàn bà mang tên là Dương Thị Bạch Diệp. Chiếc xe siêu sang gắn bảng số tứ quý 77L7777 của Sở Giao thông Bình Định, nơi chủ nhân chiếc xe này sinh ra và lớn lên. Nhưng nếu quý ông thấy người phụ nữ Việt Nam quá khốn khổ mà muốn cứu vớt đem sang Mỹ, thì sau này xin quý ông cũng đừng bao giờ than vãn rằng ở Mỹ đàn ông khổ hơn đàn bà nha. Một cách khá đau xót cho hoàn cảnh người phụ nữ Việt Nam bây giờ, chúng ta không khỏi nhớ lại những câu thơ của Hồ Dến, dù đã cách đây hơn nửa thế kỷ. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Người con gái Việt Nam khu đèn đỏ, màn đêm xuống phố phường Singapore, đèn lấp lánh em đứng khoe giá thịt, tay vẫy tay chào mời đón khách làm chơi. Lòng tôi bỗng buồn thương cho số phận những cô gái yêu kiều nét quê hương. Đời nôi trôi em đến đây đứng đường, ôi xót xa nào đem bán thân nơi xứ người. Kêu tên người em nghe thật quen sao ngậm ngùi, thương cho đời hoa đàn ông là dập vùi chịu nhiều cay đắng. Người con gái Việt Nam dùng thân sắt làm vui khách nước ngoài, đời thương nữ e chề kít bán hoa, giữa khuya vắng tiếng hát em lê Việt Nam
Kính thưa quý vị, vừa rồi là một bài viết của tác giả Huy Phương với tựa đề Khổ thân tôi, đàn bà Việt Nam. Và quý vị cũng nghe tiếng hát của nhạc sĩ Trần Chí Phúc với một sáng tác của chính anh, Cô gái Việt trên phố đèn đỏ. Tiếp một chuyện trong ngày hôm nay đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.